không đắc địa vị tránh quyết định của Bồ Tát, không nhập vào tránh tánh ly sanh của Bồ Tát. Như vậy gọi là Bồ Tát từ địa vị cao rơi xuống địa vị thấp. Khi ấy sát lợi tử hỏi thiện hiện sanh là pháp gì? Thiện hiện trả lời sanh gọi là Bồ Tát tùy thuận theo pháp ái. Xá lợi tử hỏi sao gọi là Bồ Tát tùy thuận theo pháp ái? Thiện hiện trả lời, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào sắc không, mà sanh vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào thọ tưởng hành thức không, nên sanh vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào vô tướng của sắc, nên vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào vô tướng của thọ tưởng hành thức, mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào và vô nguyện của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào vô nguyện của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào tịch tịnh của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào sự viễn ly của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào sự viễn ly của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào sự vô thường của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào sự vô thường của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào khổ của sắc mà danh vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào khổ của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào vô ngã của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào vô ngã của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào bất tịnh của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào bất tịnh của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước. Này sát lợi tử, đó là Đại Bồ Tát tùy thuận với Pháp ái. Pháp ái này gọi là xanh. Lại nữa, này sát lợi tử, nếu Đại Bồ Tát thì nghĩ như vậy, sắc này nên đoạn, nhờ đây mà sắc sẽ đoạn. Thọ tưởng hành thức này nên đoạn, do đây thọ tưởng hành thức sẽ đoạn khổ này nên biến chi do đây mà khổ sẽ biến chi tập này nên đoạn hẳn nhờ đây mà tập sẽ đoạn hẳn diệt này nên chứng nhờ đây mà diệt sẽ chứng đắc đạo này nên tu tập nhờ đây mà đạo được tu tập đây là tạp nhiễm đây là thanh tịnh đây nên gần gũi, đây không nên gần gũi. Điều này nên tu hành, điều này không nên tu hành. Đây là đạo, đây là phi đạo. Điều này nên tu tập, điều này không nên tu tập điều này nên học điều này không nên học đây là bố thí ba la mật đa đây chẳng phải bố thí ba la mật đa đây là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây là phương tiện thiện xảo của bồ tát đây chẳng phải là phương tiện của Bồ Tát. Đây là Bồ Tát xanh, đây là Bồ Tát tuy xanh. Này xá lợi tử khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào tất cả pháp môn này, nên vọng tưởng và chấp trước thì đó là Bồ Tát tùy thuận với pháp ái. Pháp ái này gọi là xanh, giống như thức ăn sống, để cách đêm thì sẽ có hại, trừ bỏ đi gọi là đi xanh. Khi ấy sát lợi tử hỏi thiện hiện, sao gọi là đại bồ tát nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát hiện hiện trả lời vì bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy pháp nội không không nương vào pháp nội không mà quán pháp ngoại không không thấy pháp ngoại không không nương vào pháp ngoại không mà quán pháp nội không không nương vào pháp ngoại không mà quán pháp nội ngoại không không thấy pháp nội ngoại không không nương vào, vào pháp nội ngoại không mà quán pháp ngoại không không nương vào pháp nội ngoại không mà quán pháp đại không không thấy pháp pháp đại không không nương vào pháp đại không mà quán pháp nội ngoại không không nương vào pháp đại không mà quán pháp không 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 thấy pháp không 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 nương vào pháp không không mà quán pháp đại không không nương vào quán